chào các bạn. Đây là mẫu Rocket Compuer, mẫu chuyện game nhiều màu sắc, kèm theo đó là một bất ngờ thú vị. Các bạn sẽ được khám phá ở phần cuối. Hiện tại mình đang ở web của Rocket, thì ở trên này thì Compuer sẽ được chia làm 4 loại, gồm có Compuer thường này, Compuer Color, Compuer Optical cũng như là Compuer Military. Đối với bản Military mình sử dụng hôm nay thì sẽ là chuột quang cùng với độ DPI là 5000. Chuột vẫn có nút Easy Ship độc quyền của Rocket để các bạn có thể kết hợp gắn nút. Kèm theo đó là đèn LED và tất nhiên các bạn có thể tùy chỉnh màu sắc theo ý của mình. Và đây là cấu hình tổng quát của Compuer, như là Sensor Pro Optic 5000 DPI này, chip Turbo Core V2 32 bit, hay là đèn 16,8 triệu màu, công nghệ Click Master độc quyền và một vài thông số khác nữa. Các bạn cũng có thể truy cập web của Rocket để download bản driver mới nhất về máy của mình. Giống như con XTD mình đã giới thiệu, Compuer cũng sẽ giới thiệu các tính năng chính của chuột cũng như các ví dụ về nút gán với nút Easy Ship ở phần vỏ hộp. Rocket được chia làm hai kiểu chính là chuột laser và chuột quang, thì Compuer Color và Compuer thường sẽ là chuột laser, còn bản Military và Optical sẽ là chuột quang. Điểm khác biệt ở Compuer Color và Military mình đang có ở đây đó là độ DPI. Ở Military sẽ là 5000, còn Compuer Color là 8200. Điểm mạnh của Compuer đó là màu sắc, mỗi phiên bản sẽ có một màu sắc khác nhau. Đây sẽ là màu sắc của bản Military này. Đây là bản Optical, bản Color và bản thường. Tiếp theo, mình sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm này. Xoẹt. Compuer được đóng hộp đơn giản. Các bạn chỉ cần mở ra và kéo ra như thế này thôi. Bộ sản phẩm đầy đủ thì bao gồm chỉ có chuột này. Kèm theo đó là sách thông tin về sản phẩm. Hết, chả kèm thêm một cái gì nữa cả. Chuột vẫn mang thiết kế quen thuộc của khá nhiều dòng chuột Rocket khác, vẫn được làm lệch lên một bên như thế này. Đó, phần chân của chuột được làm từ nhựa nhám. Đây, sờ vào rất là thích. Còn ở hai mặt bên như này thì sẽ phủ một lớp cao su. Cả hai vật liệu này đều không bám mồ hôi và vân tay. Và mặt sau sẽ là logo của Rocket. Phía mặt bên gồm hai nút và nút mũi tên xuống là nút Easy Ship. Chúng ta sẽ có con lăn 2D Titan giúp cuộn trang tốt hơn. Ngoài ra thì là nút tăng và giảm DPI. À mà con lăn này chỉ lăn lăn thôi chứ không gạt được sang hai bên đâu. Về phần đầu dây vẫn là một dáng dấp quen thuộc, chắc chắn, và logo cũng như tên của sản phẩm được in ở mặt trước. Phần dây chuột được bọc một lớp vải dù. Mình chắc chắn là nhiều bạn thích điều này bởi vì nó sẽ làm giảm thiểu tối đa những rủi ro về đứt dây, đúng không? Đấy, khi cắm vào máy tính thì logo của chuột sẽ phát sáng như thế này. Các bạn nhớ chỉnh màu sắc theo ý thích của mình nhá. Đã có chuột rồi thì nên kèm một bàn dây chất lượng, đúng không? Nên là từ bây giờ cho đến 20 tháng 9, khi các bạn mua Rocket Compuer tại bất kỳ showroom nào của SV House, các bạn sẽ được tặng kèm một bàn dây SOTA Blue siêu chất lượng luôn. Chưa hết, các bạn sẽ sở hữu cho mình một tai nghe CX213 đến từ Sennheiser nữa. Ok, nói qua một chút về bàn dây SOTA Blue thì mặt trên là cái mặt màu xanh ấy, nó là bề mặt kim loại dạng hột, được phủ lớp kim loại để đảm bảo độ chính xác cao nhất cho chuột. Cùng với đó là kích thước của bàn di lớn, và mặt dưới sẽ là chất liệu chống trơn trượt, nên là nỗi lo bị di chuột ra ngoài này, hay là cả chuột cả bàn di cùng di chuyển đều không có luôn, thoải mái để các bạn quẩy combat. Còn CX213, đây là mẫu tai nghe giá rẻ của Sen, chất âm của nó tốt hơn nhiều so với tầm giá, kèm theo đó là sự đa dạng về màu sắc, 4 màu trẻ trung tùy các bạn lựa chọn. Quá lời rồi còn gì. Mua chuột với nhiều từ chỉnh cao này, lại còn được tặng bàn dây chất lượng, kèm theo đó là tai nghe trẻ trung này. Các bạn nhớ nhá, chương trình chỉ kéo dài đến ngày 20 tháng 9 mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.